Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang nói về thơ trong một cái không khí rất là thơ của chương trình Một Tách Trà. Có trà, nhưng mà không cần rượu đâu. Trà và thơ, thơ và trà. Thì hôm nay, nãy giáo sư có nói tới là dù thơ tự do, nhưng vẫn đem lại cái sự gọi là hài hòa để cho người ta có một cái cảm xúc. Vậy thì đâu đó thơ tự do, nói là tự do chứ nhưng mà nó cũng có một cái gọi là giới hạn của nó, chứ không phải là nó không còn giới hạn, nó vượt biên giới. Tại vì cái giới hạn đó để làm gì? Cái giới hạn đó là giới hạn của cái sử dụng ngôn ngữ. Là nếu mà tham dùng nhiều quá, biến bài thơ tự do nó linh láng, nó không biết là nơi nào mà dừng, thì người ta sẽ bị rối. Giống như một bức tranh, như là chúng ta nhìn thấy tranh lập thể, là bức tranh mà mỗi kỳ mà ai thưởng thức được, họ có một niềm tự hào nữa, giáo sư. Họ tự hào họ là một trình độ cao về nghệ thuật. Bức tranh tùm lum hết mà hiểu hết. Đó, thì nhưng mà Armin phải thú thật, Armin đã từng đi đến buổi triển lãm xem tranh Picasso. Armin thấy đẹp, giống như giáo sư nói đó, có cảm xúc hài hòa. Những mà bức hoặc là bức tranh lập thể của những vị khác đó, thì Armin thấy đẹp, màu sắc hay lắm. Họ dùng những cái mảng tối sáng, có nhiều khi mình tưởng không dùng được mà họ hòa hai cái màu gọi như chói nhau đó mà vẫn được. Thì cho ta, Armin nghĩ trên cuộc đời này không có cái gì kỵ với cái gì hết. Như nước và lửa, nó biết cách dung hòa, nó cũng là một thể, được chuyển từ thể này sang thể khác. Mà cái mắt trần của chúng ta nhìn bằng cặp mắt thì nó như vậy. Còn về thơ thì cái sen á, Armin nghĩ nó đi vào hai cái. Một cái là trí tuệ, một cái gọi là trí, và một cái là tâm. Có người đọc thơ, phê bình thơ bằng cái sự hiểu biết, bằng cái trí tuệ. Nhưng có người không có trí tuệ, là chả đi học gì cả. Giống như là mấy bà cụ mà Armin tiếp xúc á, mà khi bà khen bài thơ nào á, Armin thấy hay bài đó. Thì rõ ràng là trái tim chạm tới. Tranh lập thể cũng vậy. Thì bây giờ chắc giáo sư có biết nhiều bài thơ tự do phải không? Vì giáo sư là về ngôn ngữ, thì giáo sư có thể cho Armin và quý vị được thưởng thức những bài thơ tự do mà giáo sư đã chọn lựa. Dạ, thì chúng ta đã bàn về thơ tự do. Dạ. Cô nói lên cái suy nghĩ của cô và tôi nói lên cái suy nghĩ của tôi về thơ tự do. Thì bây giờ chúng ta thử nghe hai bài. Trích thôi ha. Bài thứ nhất á, là tôi xin giới thiệu của nhà thơ Lưu Diệu Vân. Cô Lưu Diệu Vân là biên tập viên của báo Gia Màu, và cô cũng là giảng viên của một số trường đại học ở California. Hiện giờ thì cô đang cư ngụ ở Canada, nhưng mà cô đi qua đi lại nhiều lắm, và cô sẽ cộng tác với chúng tôi trong khóa tu nghiệp sư phạm lần thứ 34 sắp tới, mùa hè này, tháng sau thôi. Hay quá. Dạ, xin phép giáo sư một chút. Dạ. Quý vị nhìn trên màn hình, Armin đã cố tìm được và biết là cô sinh năm 1979. Quý vị nhìn thấy màn hình thì sẽ thấy chân dung của nhà thơ trẻ Lưu Diệu Vân. Lưu Diệu Vân. Dạ. Dạ. Xin mời giáo sư ạ. Dạ, thì cô Lưu Diệu Vân, đặc biệt là cô làm thơ cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Và thơ tiếng Anh của cô đã đi vào thế giới văn chương của người Mỹ. Cô đã có được những cái tác phẩm ấn hành do những cái nhà xuất bản Mỹ ấn hành. Và cô lại làm thơ tiếng Việt, và cái ngôn ngữ của cô trong hai thứ tiếng đều ngang ngửa nhau về về cái mức độ diễn cảm của nó. Thì tôi xin trích một bài, xin đọc hết một bài. Và chúng ta chỉ phân tích một chút xíu thôi. Nhưng mà nghe, mời quý khán thính giả và cô An Miên nghe hết một bài của cô. Tôi lựa cái bài là tương đối là ngắn của cô Lưu Diệu Vân. Tựa đề của bài thơ là Thập Nhị Ta. Thập Nhị Ta. Bài thơ là như thế này, xin phép được đọc. Phiên bản đảo ngược thứ 13 của ta, kẻ lưu dân khoảnh khắc, không thần tượng hóa cư xử, cơn điên tập thể trên mảnh đất nhấp nháy. 1000 kiểu tâm trạng, nửa bước, nửa lê, phó thác những cú sốc ngày trên lưỡi dày băng trượt. So tài với từng thứ mọc dài ngất ngưỡng, chấu ngu muội kinh tuyến trên da thịt tháng 12 còn tươi mới. Những bản mẫu như đúc bị cắt khúc, chuyển gốc lánh nạn, tên nội tuyến lạc lõng dòng mật mã, cuốn phim đen cuộn vòng bất tử, bởi là ta,
nên ta ngờ vực. Đây là một bức tranh tập thể phải không cô? Vâng. Đây là một bài thơ tự do và được sáng tác qua thi tài của một người trẻ tuổi có tài, sống trên đất người, nó đi ra khỏi những gì chúng ta thường thấy, đúng không ạ? Một người làm thơ Việt Nam, tiếng Việt mà ở Việt Nam nó khác, mà một người làm thơ tiếng Việt ở ngoại quốc nó khác. Và theo tôi biết thì cô Lưu Diệu Vân qua, hình như cô qua Mỹ trước rồi cô qua Canada sau, lúc còn rất nhỏ. Và tôi thấy là hay là cái chỗ là cô qua còn nhỏ mà tiếng Việt của cô không những đủ để nói mà còn dư để làm thơ. Về ngôn ngữ thì An Minh phải nói cô rất là giỏi. Vì nãy An Minh có tìm hiểu đó thì mới biết là cô sinh năm 79. Với cái tuổi đó mà dùng ngôn ngữ sử dụng rồi trở thành những người viết mà cứng cáp như vậy thì An Minh thấy là cả một thiên tài. Thiên tài về biết sử dụng ngôn ngữ. Thì tôi có nói trước, tôi xin phép cô Lưu Diệu Vân được đưa bài thơ giới thiệu với cô An Miên và quý vị ở đây. Thì cô nói cô cũng rất vui. Và tôi cũng nói trước với cô là tôi và cô An Miên sẽ nói lên cái cảm tưởng của chúng tôi thôi. Chứ còn chúng ta, cô và tôi, chúng ta không phải là những người phê bình thơ, đúng không? Không đủ trình độ đâu. Và chúng ta cũng chưa chắc là đã hiểu muốn nói gì. Chúng ta chỉ nói giống như An Miên đó. An Miên, nếu mà giáo sư có hỏi, An Miên chỉ nói là An Miên nói theo cái cảm nhận của người đọc bài thơ. Giống như là vô tình đi lên trên mạng, nhìn thấy bài thơ của cô trên tạp chí Da Màu, An Miên sẽ đọc. Đọc xong thì chúng ta có quyền suy nghĩ chứ. Nhưng mà bảo là giống lên mà phê bình này nọ đó thì chắc chắn là không có thẩm quyền và không đủ trình độ. An Miên vẫn cho là như vậy. Tôi có đọc được câu nói này rất là sâu sắc. Nhưng mà nó cũng dí dỏm của một nhà văn Pháp mà tôi không nhớ tên. Thì tôi có kể lại cho cô Diệu Vân nghe và hai chúng tôi cùng cười. Và tôi nghĩ là khi tôi kể câu này cho ai nghe thì người đó cũng vẫn cười với tôi là như thế này. Nhà văn Pháp đã nói khi một nhà văn viết một cái gì đó thì lúc đó chỉ có Thượng Đế và ông ta biết là ông ấy viết về cái gì. Bẵng một thời gian sau ông đọc lại câu mình viết thì lúc đó chỉ còn có Thượng Đế biết là ông viết cái gì, chứ chính là ông cũng không biết nữa. Thì tôi nghĩ cái đó có thể áp dụng rất là đối rất là nhiều người cầm bút. Đúng vậy cô ha. Nhiều khi cô ghi vội một câu gì đó, cô không cần là nhà văn hay là gì hết, cô ghi vội một câu vào trang nhật ký, 5 năm sau cô đọc lại, cô nói tại sao mình viết câu này, mình không hiểu tại sao nữa. Thì lúc đó chỉ còn có ông trời hiểu là mình viết cái gì thôi. thì như tôi thấy ngay cái đề của cái bài thơ của cô Thập Nhị Ta, thì tôi đoán thôi, cái này là mình đoán thôi phải không cô? Là chắc cô Lưu Diệu Vân cô nghĩ đến chuyện thập nhị sứ quân hay sao, để có thập nhị phải không ạ? Thì thập nhị sứ quân là cái truyền thuyết, cái lịch sử nó như thế nào, là có cái sự chia rẽ phải không? Thập nhị sứ quân. Rồi trong bài cổ lại nói cổ là người thứ 13. Cổ đã là phiên bản đảo ngược thứ 13. Và cổ lại dùng cái từ là tháng 12 nữa thành ra. Tháng 12. Vâng, anh không hiểu. Hiểu có cái connection gì không? Như vậy là cô nói đúng. Tôi, cái câu của cổ làm tôi liên tưởng đến thập nhị sứ quân. Nhưng mà cô bảo là nó liên quan tới tháng 12. Có phải tháng 12 này là cái tháng sinh nhật của cô hay không? Hay là một cái tháng nó có kỷ niệm cho cuộc đời của cô? Hay là tháng 12 là người ta nói như thế này, trong cái vấn đề mà tâm lý đó, có những người là mỗi tháng người ta biến thành một tâm trạng. Vậy đó hả? Thì có thể, cái này là đoán. Dạ đoán, toàn cái này đoán. Là An Miên cũng làm bói rùa và đoán thôi. Là nếu mà An Miên đọc, An Miên thứ nhất là cái tựa An Miên thấy là thập nhị ta, nó lạ quá đi. Thì đầu tiên, cái mà An Miên mà bị ám ảnh đó là An Miên thập nhị là của tiếng Hán Nôm, Hán Việt. Rồi ta đây là đang nói ta là của tiếng thuần Việt hay là ta như thế nào? Ta cũng là tiếng Hán Việt. Đó thì nhưng mà Việt Nam mình có nhiều người nói với An Miên là ta là tiếng của thuần Việt. Rồi có người thì ta là ai thì đại khái có nhiều người cứ nói vậy. Giờ An Miên không có debate về chuyện đó mà An Miên ấy không biết cái này là Hán Việt, ta Tây gì mix với nhau. Hay ngoài ra là đọc thêm một tí nữa thì thấy có chữ tháng 12. An Miên chỉ thấy được cái chữ đó, An Miên rõ ràng cho An Miên hiểu thôi. Đó là cái người mà trình độ không có biết nhiều về thơ. Thì An Miên nói hay là từ An Miên sau này là lại chuyển qua tâm lý học, nghiên cứu về tâm lý nhiều hơn. Thì An Miên thấy không biết là hay là cô đang nói cái ta của cô, cái ta của chúng ta
trong mỗi thời gian thay đổi. Mà dùng cái mốc 12 tháng, 12 gì đó luôn. Yeah. Một period giống như một chục, a dozen. Không biết có đúng không? Lúc này đầu óc buôn bán quá. Lúc này mà nhà thơ Lưu Dự Vân theo dõi chúng ta cười thích thú lắm. Nói, ồ, mình viết ra như vậy mà không biết bao nhiêu người diễn giải, mỗi người một kiểu. Kẻ thì bảo là thập nhị sứ quân. Hay quá kẻ nhờ. Thì bảo là tháng 12, tháng cuối cùng trong năm. Cái tháng cuối cùng trong năm nó cũng đem lại cho chúng ta nhiều suy nghĩ cảm xúc lắm, phải không cô? Hay là circle, dạ, một cái dạ. vòng tròn. Nó đánh dấu một cái sự chấm dứt mà nó cũng hứa hẹn một cái sự khởi đầu, phải không cô? Dạ. Câu cuối của ba, cái phần cuối cổ nói: bởi là ta nên ta ngờ vực. Cô thấy không? Cái chỗ này cái này dám ăn nên chúng đó mà tự nhiên nhân cách cô nghĩ làm đùa, sao đùa. Cái vấn đề đó, bởi là ta nên ta ngờ vực, thì khi mà cái cách mà nhìn hiểu một câu thơ thì thấy là trình độ của giáo sư khác với an minh hiểu theo rất là xuất thân từ chợ Hòa Hưng, chắc hiểu theo rất là phố chợ, là An Minh bao giờ cũng nghĩ tới cái số đếm, rồi nghĩ tới cái vòng tròn của cuộc đời, nghĩ tới một cái gì đó là không có điểm đến và không có điểm đi. Cô nghĩ hay quá đi chứ. Dạ không, cái này là mấy sư dạy thôi. Chứ còn không nghĩ ra. Nhưng mà An Minh lại có cái màn mà cân đo những chữ nghĩa. Thì quay trở lại, An Minh vẫn nói là có nhiều nhà thơ mà chúng ta không có dám để mà mạnh dạn hỏi nhà thơ, là bởi vì không bao giờ mà chúng ta dám gặp ông Bùi Giảng mà hỏi ông tại sao ông viết câu này. Thì An Minh nghĩ là có những người làm thơ mà chạm tới cái vấn đề chữ nghĩa cao siêu thì thực sự là An Minh không hiểu. Bởi vì càng mình cố mình tìm hiểu, cái đầu mình rất là nhức đầu lắm và mình hoàn toàn ngu ngơ. Nhưng mà tác giả thì chắc không bao giờ tác giả giải thích rồi. Dạ, tác giả không giải thích mà chúng ta cũng không nên hiểu. Tại vì lúc tôi nói chuyện và xin phép cô Lưu Dự Vân để dùng bài thơ của cô, tôi chỉ hỏi cổ trong đó có một chữ mà tôi không hiểu là chữ đó nghĩa là gì thôi. Chứ không về bài thơ tôi không hỏi là ý cô muốn nói gì. Để cho cô và tôi hôm nay được hoàn toàn tự do trong cái sự tiếp nhận cái bài thơ đó. Vâng, còn cái vĩnh là mình mà vờ ngờ vực mình á, đó là chuyện bình thường. An Minh trong trạng thái tâm lý người ta gọi là xung đột nội tâm. Tức là hai cái trong con người ta nó thăng thăng thăng. Không biết có đúng không? Thành ra đôi lúc mình nghi ngờ mình, giống như là đôi khi ta muốn tin, giống như một bài hát nào đó. Đại khái vậy, đôi khi muốn tin mà đôi khi lại không muốn tin. Đem nhạc ra để giải nghĩa thơ hả cô ha? Thiếu mà thiếu chữ ngữ, thiếu từ ngữ nên phải đi. Để con mình làm như vậy là rất hay. Cổ lại bảo cổ là kẻ lưu dân khoảnh khắc. À, như vậy đây là tôi nói đùa, tôi đoán đùa thôi, đoán mà đoán đùa. Cổ sẽ muốn một ngày trở về quan phục quê hương. Không cô, tức là lưu dân chỉ là tạm thời thôi. Hay là cái chữ lưu dân này chắc cô nhà thơ Lưu Dự Vân nó độc giả của mình diễn giải rất là nghĩa đen quá, literally quá. Chứ tôi đâu có ý như vậy. Cái chữ lưu dân này đâu có phải là immigrant đâu. Lưu dân này là mình bị lưu đày trong cái cõi của chính mình á. Không? Hay là mình đi ra cái cõi người ta, chứ đâu có phải nói về ở Việt Nam qua đây định cư, không phải vậy đâu. Thế nên chúng ta, một điều mà chúng ta cần tâm niệm á, là khi chúng ta thưởng thức, nhất là thơ, nó xa hơn văn chưa, văn xuôi nữa đó cô. Chúng ta phải tìm đến những cái chúng ta gọi là mỹ từ pháp, tiếng Anh nó kêu là figures of speech, tức là tác giả dùng ẩn dụ, rồi hoán dụ, rồi giao hoán, rồi những cái phép trong mỹ từ pháp đó. Thành ra tôi nói là nói đùa, chứ còn kẻ lưu dân trong khoảnh khắc, đây là chỉ có người sáng tác rồi mới thấm, tự mình thấm hiểu là tại sao mình chọn mình là kẻ lưu dân, gọi mình là kẻ lưu dân, và kẻ lưu dân đó chỉ trong khoảnh khắc mà thôi. Phải không ạ? Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Mà phải nói rằng có thể là vì giáo sư đưa cho An Minh đọc, An Minh là một người bình thường á, thành ra không hiểu. Nhưng mà nếu đưa ra một hồn thơ mà có những cái điểm hiểu thơ thì chắc chắn là những vị thi sĩ đó sẽ hiểu được những lời của cô Lưu Dự Vân. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và cảm ơn quý vị đang theo dõi. Xin quý vị giữ màn hình, chương trình sẽ trở lại sau vài phút cho phần thông tin thương mại.